Xin chào các bạn, chúng ta đang gặp lại nhau trong chuyên mục Hôm nay có gì hot, và đây chính là số Hôm nay có gì hot cuối cùng của năm 2016. Và hãy cập nhật những tin tức nóng hổi về công nghệ cuối cùng này nhé. Ngay sau khi công bố kế hoạch mang 8 tựa game bí ẩn lên nền tảng di động thì mới đây Capcom đã bật mí tựa game đầu tiên, đó chính là Mega Man Mobile. Thông qua đoạn video giới thiệu thì Mega Man Mobile có cách chơi tương tự như phiên bản nổi tiếng trên các máy chơi game cầm tay trước đây, với các nút ảo giúp bạn di chuyển, nhảy hay là tấn công. Tựa game sẽ được tung ra vào đầu tháng 1 tới đây, và bạn có thể đăng ký để nhận thông báo khi trò chơi được tung ra trên iOS và Android ở ngay tại link này. Mới đây thì đại diện Facebook đã xác nhận là sẽ cho phép các đối tác của họ livestream trực tiếp vượt mức giới hạn 90 phút hiện tại. Đổi lại thì các video dạng này sẽ không được lưu lại trên Facebook, cũng như sẽ sớm được tung ra cho toàn bộ người dùng. Bên cạnh đó thì Facebook cũng sẽ phát triển một hệ thống Content ID, tức là hệ thống quản lý nội dung, để phát hiện các video có dấu hiệu vi phạm bản quyền, cũng không khác gì YouTube là mấy. Hãy bye bye với các video lồng nhạc bản quyền trên Facebook đi thôi. Cũng liên quan đến Facebook thì bên cạnh một trang mạng xã hội, đây cũng là một trong những công ty quảng cáo lớn nhất trên thế giới. Vì vậy mà việc thu thập dữ liệu người dùng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên thì bên cạnh những thông tin online thì Facebook còn đang hợp tác với đối tác dữ liệu tại Mỹ để thu thập các dữ liệu người dùng ở ngoài đời. Vậy nên nếu như muốn riêng tư thì tốt nhất là chúng ta đừng có nên dùng Facebook. À không, bạn hãy đừng dùng Internet luôn đi. Bên cạnh chiếc ThinkPad X270 thì Lenovo còn vừa tung ra một loạt các máy tính khác thuộc dòng ThinkPad. Nó thuộc các dòng T, L và ThinkPad 13. Nếu như T470 cùng các biến thể của nó và T570 là dòng máy chủ lực hướng đến các doanh nghiệp với nhiều tính năng bảo mật như là Trust Platform, cảm biến vân tay hay là nhận diện khuôn mặt qua Windows Hello, thì các thiết bị thuộc dòng L định hướng đến người dùng doanh nghiệp phổ thông với mức giá rẻ hơn. Ngoài ra thì chúng ta còn có một thành viên mới của gia đình ThinkPad, đó chính là ThinkPad 13. Nó hướng tới người dùng học sinh và cá nhân với màn hình cảm ứng, thiết kế mỏng nhẹ và giá bán khởi điểm khá là rẻ, chỉ từ khoảng 15 triệu đồng. Các thiết bị mới này đều được trang bị bộ xử lý Kaby Lake, bộ nhớ RAM tối đa lên tới 32GB và tùy chọn ổ cứng là HDD hoặc là SSD. Trên đây là những tin tức hot nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành với Hôm nay có gì hot trong suốt cả năm vừa qua. Chúc các bạn có một năm mới vui vẻ. Xin chào tạm biệt.